Cái này dưới chọi kia cho Đại Lâm nha các bạn. Đại Lâm qua đầu giò ơi. Phở bên kia 1 cây các bạn. Nó mới hạ dưới chọi hai xe mấy cây đó các bạn ạ. Mình để cho anh đây đó rồi sạch rồi. Tiếp tục là kèo Duy Trọi kia cho Đại Lâm nha. Phở 1 kỳ nửa sân. Nãy giờ mấy bạn đội cái đầu đụng. Rồi vô. Kèo sổ 2 cây nha các bạn. Đi hai để đi lại à. Bố coi đây thằng hai coi. Bố coi thằng hai coi. Kèo này coi bạn. Ba coi à. Đây là đầu giờ. Thở 4 cái sân. 4 mét hả? Ừ. Đại Lâm Balotelli VTV6 tàu lao Trà Bí Lao vừa tự sát tại đám rác. Tỷ số là 1-0 nha các bạn. Tiếp tục là một pha tự sát tại đám rác nữa của Đại Lâm Balotelli. Lấy ra anh Lâm chai nước suối cho em. Đâu ơi có. Kèo này đang Đại Lâm đang bị gác 2-0 các bạn ạ. À. Bạc vẫn đá đồng. Bây giờ vô bạc luôn, phải thì đi xe bộ về luôn các bạn ơi. Vô luôn. Bạc vẫn đá đồng. Tiếp tục là một pha tự sát nữa của Đại Lâm. Đại Lâm vừa cho bên anh Phở 3 điểm anh. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp đầy cảm giác của anh Phở. Tỷ số 4-0. Đây.
pha kết thúc rất là lạnh lùng của Đại Lâm Bao Tô TV. Đường sát lớn quá. Một bước. Liên tục những pha tự sát của Đại Lâm Balotelli. Đại Lâm rất bất ngờ về pha bóng tự sát tiếp theo. Bạn có thấy khuôn mặt của Đại Lâm trà xanh tào lao trà bí đao VTV6 Balotelli. Gương mặt rất thảm. Có bao giờ bạn thấy Đại Lâm Balotelli gương mặt như thế chưa các bạn? Một ngày thiếu may mắn của Đại Lâm Balotelli. Tào lao trà bí đao VTV6. VTV6 có bao nhiêu người coi? Chưa ai coi à? Cái này đang quay trực tiếp. Chưa ai theo dõi à? Úi dồi, tình hình tỷ số 8-2. Tôi nghĩ là trận banh này sẽ không được phát trên YouTube nha các bạn. Gương mặt rất thảm của Đại Lâm. Đối lập với một mùa gương mặt rất là khân hoan của anh Phở thì là một gương mặt thiểu não của Đại Lâm Balotelli trà xanh tào lao trà bí đao và anh Duy Chọi. Anh
Bên phía Đại Lâm là anh Thiện sẽ vào kia cho Đại Lâm thế anh Di Chọi nha các bạn. Có.